Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mó Việt Nam. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc biên chế tàu sân bay thứ hai mang tên là Sơn Đông, truyền thông nước này chú ý khá nhiều đến các hoạt động quân sự của Việt Nam. Tờ Thao Theo vào hôm 30 tháng 12 năm 2019 đã có bài viết liên quan đến chủ đề này. Bài báo viết rằng, là một lực lượng hàng hải hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, Hải quân Việt Nam đang dần thể hiện khả năng hiện đại hóa thông qua việc giới thiệu một số lượng lớn vũ khí tiên tiến do Nga sản xuất. Bị chi phối bởi kinh phí còn hạn hẹp, tư tưởng chủ đạo của Việt Nam là sử dụng tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm và máy bay chiến đấu là chủ lực. Chính trong môi trường này, hải quân Việt Nam rất coi trọng việc xây dựng tàu tên lửa chứ không đơn thuần là nhận viện trợ từ các nước có quan hệ tốt. Điều này cũng được thể hiện trong rất nhiều báo cáo khác nhau. Các tàu tên lửa luôn chiếm lĩnh hầu hết các bức ảnh và video. Trong video tuyên truyền gần đây do quân đội Việt Nam công bố, sức mạnh chiến đấu của các tàu tên lửa dẫn đường đã được thể hiện một cách mạnh mẽ. Như trong bức hình này, tiêu điểm chính là tàu tên lửa thuộc dự án Lightning nổi tiếng. Lớp tàu này có chiều dài là 56,9 mét, lượng rán nước đầy tải là khoảng 563 tấn. Hệ thống động lực chính sử dụng hai tua biên khí ga vận tốc tối đa là 40 hải lý trên 1 giờ. Ngoài các tên lửa chống hạm cần thiết, lớp Lightning còn được trang bị một pháo tự động AK-176M và hai pháo AK-630M phòng thủ tầm gần. Các tên lửa chống hạm của Hải quân Việt Nam được sử dụng trên tàu tên lửa chỉ là tên lửa căn âm KH-35 hay Urane. Về khối lượng tên lửa và động lực phóng thì vẫn còn một khoảng cách nhất định với các tên lửa chống hạm siêu thanh điển hình do Nga sản xuất. Tuy nhiên, trong bức hình hiển thị 4 tàu lớp Lightning khai hỏa, các tên lửa hình thành cầu vòng không chỉ nhìn rất ngoạn mục mà còn thể hiện hỏa lực mạnh mẽ. Mỗi tàu tên lửa dẫn đường lớp Lightning có thể mang theo tối đa 4 nhân 4 ống phóng, tức là 16 tên lửa chống hạm KH-35 Urania. Do đó, trong bức ảnh chỉ là 4 tên lửa trong một lần phóng. Đội hình này với hỏa lực đầy đủ thì có thể bắn 64 tên lửa. Với mật độ hỏa lực như thế này, mục tiêu có lẽ chỉ là nhóm tác chiến tàu sân bay. Trong vòng 10 năm qua, Hải quân Việt Nam đã trang bị tới 8 tàu tên lửa dẫn đường lớp Lightning bằng cách mua và tự chế tạo theo giấy phép từ Nga. Với lợi thế về số lượng và chất lượng, những chiếc tàu tên lửa do Nga sản xuất này đã sớm thay thế các mẫu cũ tương tự khác trong Hải quân Việt Nam và trở thành một trong những tàu mặt nước mạnh nhất trong tay họ. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là nội dung được đăng tải trên tờ Thao Theo của Trung Quốc. Nội dung của bài viết không có gì mới. Những hình ảnh được đăng trên tờ Thao Theo thực chất đã xuất hiện cách đây hơn 2 năm. Vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 2017, khi đó Việt Nam đã công khai hình ảnh tàu chiến và tàu ngầm phóng tên lửa. Việc Trung Quốc biên chế tàu sân bay thứ hai được truyền thông nước này ca ngợi với tần suất dày đặc. Thậm chí họ còn cho rằng tàu Sơn Đông vượt xa cả hàng không mẫu hạm của Mỹ. Thế nhưng, khi lướt qua những báo như Sina hay là Sohu, tôi nhận thấy rằng họ để ý kỹ hơn tới những hình ảnh báo chí Việt Nam đã đăng tải từ rất lâu và mang ra để đánh giá Việt Nam định làm gì. Những hình ảnh đó có liên quan gì đến tàu Sơn Đông hay không? Bài báo trên tờ Thao Theo là một ví dụ rất rõ ràng khi họ lấy hình ảnh đã công khai từ năm 2017 để nói rằng Việt Nam thể hiện khả năng chống tàu sân bay, hay như hình ảnh chuyên gia Nga đào tạo kỹ chiến thuật cho các phi công lái tiêm kích Su-30 MK2, cũng được báo chí Trung Quốc tung tin rằng người Nga đang hướng dẫn Việt Nam chống tàu sân bay của nước láng giềng. Dường như chính truyền thông Trung Quốc cũng đang rất e rè nước khác làm gì với tàu sân bay của họ. Nếu họ thực sự mạnh, họ có chính nghĩa, thì việc gì phải lo lắng như vậy? Việt Nam chưa bao giờ công khai việc tác chiến đối phó với tàu sân bay. Thời gian gần đây, chúng ta thực hiện một số bài tập nâng cao như là cho tiêm kích Su-30 MK2 bay vượt âm, bay huấn luyện chuyên sâu từ miền Nam ra miền Bắc, bay biển đêm, bay huấn luyện cùng với các chuyên gia Nga. Hay như mới đây nhất, tại Thái Nguyên, triển lãm hỗ trợ Việt Bắc 2019 đã giới thiệu nhiều trang bị khí tài mới và hiện đại của Việt Nam như là đài radar RV-02 chống mục tiêu tàng hình, đài radar cảnh giới VRS 2DM, đài trinh sát định hướng gây nhiễu AGIS 1000, máy bay không người lái VUA 3G, VUA 1 tất cả đều do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Nếu để nói về tàu lớp Lightning, tức tàu tên lửa Monia, thì phía Trung Quốc cũng nên biết rằng chúng ta chuẩn bị đóng mới hai tàu Monia với tên lửa uy lực hơn. Đó có thể là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Khalid NK hoặc vẫn là tên lửa KH-35 UE, tuy nhiên tầm bắn lên tới 260 km. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.